Xin chào quý vị khách hàng, xin chào anh chị em và mọi người. Hôm nay đội ngũ Hùng Thịnh Phát đã hoàn thiện xong phần mộc và phần lót bộ bàn ghế phòng khách gỗ mun sọc. Bộ này nó có 10 món, một ghế dài và 4 ghế chiếc, một bàn 4 đôn, bàn hụt kéo và 2 đôn hụt kéo đục nghê. Hôm nay em sẽ quay qua trực tiếp phần lót quý vị khách hàng xem. Bộ này bây giờ là bên em chỉ còn một bộ duy nhất. Nếu như quý vị khách hàng, anh chị em và mọi người có nhu cầu, xin liên hệ bên em để bên em được tư vấn và giá cả hợp lý. Đầu tiên là em quay 4 kg đôn. Đồ bông vân rất là đẹp quý vị. Tiếp theo là mặt bàn. Tiếp theo là em quay ghế dài. Ghế thì bên em không còn gì nhiều, còn vách thì đúng con mùi châu như quý vị. Hai ghế thì đúng con tỷ yêu, chưa có bắn lót cái gì hết cả, có mới là lót vừa qua thôi, chưa bắn bóng cái gì nhá. Quay ghế chiếc. Bàn ghế này và để màu như thế này thì sau này nó không xuống màu được quý vị, màu nó cũng nguyên màu cây vậy thôi. Còn như nếu như mà tẩy rút mủ ra thì sau này là nó xuống màu rồi, bắt đầu nó nổi lên nó vàng, không thật màu như quý vị nhé. Thì bên em sơn màu này thì sau này nó không phải lo xuống màu như quý vị. Còn như mà sơn màu sáng quá thì sau này gỗ mun nó xuống màu, nó loang lộ, nó gỗ nó không được màu thật nha quý vị. Thì em sẽ quay về sau cho quý vị xem. Quý vị mà có thắc mắc hoặc là có nhu cầu cần tư vấn hoặc là muốn tìm hiểu kỹ càng hơn về sản phẩm bộ bàn ghế em đang quay đây, thì xin liên hệ với đồ gỗ Hùng Thịnh Phát để được bên em tư vấn và giá cả hợp lý. Bên em bây giờ chỉ còn là một bộ duy nhất gỗ mun sọc. Anh chị nào mà đam mê xin liên hệ bên em được sớm hơn để bên em bán giá cả hợp lý. Đến đây em xin kính chúc quý vị khách hàng cùng anh chị em và mọi người sức khỏe,
Xin chào và hẹn gặp lại.